17 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021. Trung Quốc tiếp đón Việt Nam trong trận đấu thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Cuộc đọ sức của hai người láng giềng không cùng vị thế. Trải qua hai lượt trận đầu tiên, cả hai đội đều trắng tay. Trung Quốc còn tệ hơn khi chưa một lần làm rung mạnh lưới đối thủ. Theo ghi nhận, xét về thành tích đối đầu, đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã toàn thắng trước chúng ta. Bất kể đó là trận đấu chính thức hay chỉ là một trận giao hữu. Từ thời của Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Vũ, đến thế hệ vàng của Công Vinh, Thành Lương, Vũ Phong, bóng đá Việt Nam chưa bao giờ là đối trọng của Trung Quốc. Thất bại trải dài suốt những năm tháng đó. Tuy nhiên, lần này lịch sử có thể thể bước sang trang mới khi đội tuyển Việt Nam dưới chỉ đạo huấn luyện viên Park Hang-seo đang được đánh giá là một tập thể khó lường trong những năm gần đây, đặc biệt là khi đối đầu với các đội bóng lớn hơn. Trái lại, thành tích của bóng đá Trung Quốc là cực kỳ bết bát. Nó hoàn toàn tỷ lệ nghịch với chính sách và những khoản đầu tư khổng lồ của nước này dành cho môn thể thao vua. Thêm một điều khích lệ nữa cho chúng ta, gần đây là chiến thắng 2-0 của đội U22 Việt Nam trên sân Hoàng Thành, tỉnh Hồ Bắc cách đây 2 năm. Tiến Linh đã lập cú đúp ở trận đấu đó, nhấn chìm niềm kiêu hãnh của đội chủ nhà dưới bàn tay của vị huấn luyện viên lão làng Wu Xiaoping. Sự tự tin của chúng ta đang lên rất cao. Về phía Trung Quốc, họ vẫn đang khát khao để có lần thứ hai đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chính vì vậy, ở cuộc đối đầu lần này, mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc và huấn luyện viên Li Jie là không thể không thắng. Bằng không, ngôi sao lớn nhất của họ là Wu Lei, cùng dàn ngoại binh nhập tịch sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm 4 năm nữa. Chưa bao giờ bóng đá Trung Quốc và Việt Nam gặp nhau ở một trận đấu có tính chất quan trọng bậc nhất như lần này. Ở hai vòng đấu trước, vì phải gặp các đối thủ có đẳng cấp cao hơn, thua trận là điều đã được báo trước. Vì thế, mọi chú ý sẽ đổ dồn vào trận đấu này. Giới chuyên môn đánh giá, đây là cơ hội tốt nhất để hai đội có được những điểm số đầu tiên. Các bạn hãy đặt lịch và hẹn giờ để cùng tiếp sức cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Việt Nam chiến thắng. Mời các bạn cùng tham gia mini game để đoán kết quả như thường lệ. Mỗi bạn comment một lần không chỉnh sửa, các bạn có thể xóa để comment lại. Theo đó, khi dự đoán đúng kết quả trận đấu, các bạn được 5 điểm. Dự đoán đúng số phút bù giờ hai, các bạn được 3 điểm. Và nếu may mắn đoán trúng tên cầu thủ ghi bàn cuối cùng của trận đấu, bạn sẽ có thêm 2 điểm. Đừng quên ghi thêm 3 số cuối số điện thoại để xác nhận kết quả. Do tình hình Covid của đang phức tạp, nên kênh không thể gửi quà như mọi lần. Thay vào đó, kênh sẽ dành tặng cho các bạn tham gia dự đoán những phần quà là số tiền nạp vào điện thoại của bạn. Bạn có số điểm cao nhất và đưa ra comment sớm nhất sẽ nhận 100.000 vào tài khoản điện thoại. Hai bạn có số điểm cao và dự đoán nhanh tiếp theo sẽ nhận được 50.000 mỗi bạn. Chúc các bạn may mắn.